Kính chào quý vị và các bạn đến với kênh YouTube của Báo Pháp Luật Thành phố Hồ Chí Minh. Chúng tôi luôn mang đến những thông tin hữu ích giúp quý vị cập nhật tình hình trong và ngoài nước một cách nhanh chóng và chính xác nhất. Còn bây giờ, hãy cùng theo dõi những nội dung chi tiết. Ngày 11 tháng 4, Giám đốc Cục Điều tra Liên bang Mỹ FBI Christopher Wray nói rằng cơ quan này lo ngại về nguy cơ xảy ra một vụ tấn công có tổ chức ở Mỹ, tương tự như vụ tấn công khủng bố tại nhà hát Krakow City Hall ở thủ đô Moscow, Nga hồi tháng trước, theo hãng tin Reuters. Nhìn lại sự nghiệp thực thi pháp luật của mình, tôi sẽ khó có thể nghĩ tới thời điểm nào mà rất nhiều mối đe dọa đối với an toàn công cộng và an ninh quốc gia của chúng ta lại tăng cao cùng một lúc như bây giờ, ông Wray nói trong phiên điều trần trước Ủy ban Thẩm định Hạ viện Mỹ. Theo ông Wray, các quan chức Mỹ đang lo ngại về khả năng xảy ra một cuộc tấn công khủng bố do cá nhân đơn lẻ hoặc một nhóm nhỏ thực hiện, lấy cảm hứng từ xung đột Israel-Hamas ở dải Gaza. Nhưng FBI lo ngại hơn về một cuộc tấn công phối hợp sau vụ tấn công khủng bố ở Nga. Mối lo ngại ngày càng tăng về khả năng xảy ra một cuộc tấn công phối hợp ngay tại Mỹ, giống như cuộc tấn công của nhóm khủng bố IS-ISK mà chúng ta thấy tại Nga chỉ vài tuần trước, ông Wray cảnh báo. Người đứng đầu FBI nói thêm, trong năm 2023, cơ quan này đã mở 4.000 cuộc điều tra khủng bố quốc tế. Ông kêu gọi các nhà lập pháp tăng cường tài trợ cho FBI khi mối đe dọa về khủng bố gia tăng. Vụ tấn công khủng bố tại nhà hát Krakow City Hall hôm ngày 22 tháng 3 đã làm 144 người thiệt mạng và trở thành vụ tấn công đẫm máu nhất ở Nga trong 20 năm qua. Mặc dù nhóm IS-ISK, một nhánh của tổ chức khủng bố nhà nước Hồi giáo tự xưng IS, sau đó đã nhận trách nhiệm về vụ tấn công, nhưng Moscow đến nay vẫn chưa xác nhận điều đó. Phía Nga nói rằng có bằng chứng cho thấy Ukraine đứng sau vụ việc, Kiev bác bỏ tất cả cáo buộc. Moscow gửi yêu cầu loạt nước phương Tây điều tra các vụ khủng bố nhằm vào Nga. Đài RT ngày 3 tháng 4 đưa tin rằng Văn phòng Tổng công tố Nga đã gửi yêu cầu chính thức tới Mỹ, Đức, Pháp và Cộng hòa Síp đề nghị những nước này điều tra các vụ tấn công khủng bố gần đây nhằm vào Nga. Không rõ Nga đã gửi yêu cầu cho các nước trên khi nào. Yêu cầu này do một nhóm hạ nghị sĩ Nga đệ trình lên Văn phòng Tổng công tố Nga vài ngày sau khi vụ tấn công khủng bố vào nhà hát Krakow City Hall, thị trấn Krasnogorsk nằm ở ngoại ô Moscow, Nga, xảy ra hôm 22 tháng 3. Văn phòng Tổng công tố Nga bày tỏ hy vọng rằng chính phủ bốn nước nêu trên sẽ tuân thủ yêu cầu của Moscow và hoàn thành các nghĩa vụ được giao theo một số công ước quốc tế, gồm Công ước quốc tế về ngăn chặn các vụ tấn công khủng bố 1997 và Công ước quốc tế về ngăn chặn tài trợ khủng bố 1999. Văn phòng này yêu cầu các nước tiến hành điều tra thông tin mà Nga cung cấp, hỗ trợ thu thập bằng chứng để tạo điều kiện thuận lợi cho quá trình tố tụng, cũng như đảm bảo rằng các hành vi phạm tội sẽ bị trừng phạt. Trong phụ lục của yêu cầu mà Nga gửi, các nghị sĩ Moscow đã cung cấp bằng chứng trực tiếp chống lại một số cá nhân và tổ chức được cho là chịu trách nhiệm tổ chức, tài trợ, thực hiện và che đậy các cuộc tấn công khủng bố ở Nga. Các nghị sĩ kêu gọi các nước này thông báo cho người dân về kết quả điều tra của họ, bao gồm tất cả sự kiện, những cá nhân và pháp nhân có liên quan và hướng xử lý các trường hợp đó. Theo RT, các nhà lập pháp Nga lưu ý rằng quy mô và hậu quả của các cuộc tấn công khủng bố gần đây chứng tỏ sự tham gia nhất định của đại diện các cơ quan tình báo nước ngoài trong các sự kiện đó. Theo các nghị sĩ, hành động khủng bố khét tiếng nhất trong những thập niên gần đây là vụ phá hủy đường ống Nord Stream 1 và 2 vào năm 2022. Đường ống này được xây dựng để dẫn khí đốt tự nhiên từ Nga sang Đức. Các nhà lập pháp Nga liệt kê một số tuyên bố của các quan chức hàng đầu của Mỹ, trong đó có Tổng thống Joe Biden và cựu Thứ trưởng Ngoại giao Victoria Nuland, cũng như những phát hiện khác cho thấy Washington đóng vai trò trực tiếp trong việc tổ chức và thực hiện vụ phá hoại. Các nghị sĩ tiếp tục cáo buộc các cơ quan tình báo Ukraine, vốn có quan hệ sâu sắc với Cục Tình báo Trung ương Mỹ CIA nhiều năm qua, đã thực hiện một số vụ tấn công khủng bố chống lại Nga. Các vụ tấn công mà Nga đề cập bao gồm vụ ám sát cô Daria Dugina, một nhà báo và là con gái của triết gia nổi tiếng người Nga Alexander Dugin năm 2022, vụ sát hại blogger quân sự Vladlen Tatarsky năm 2023 trong một vụ đánh bom tại một quán cà phê ở Saint Petersburg và vụ mưu sát nhà văn Sasha Prilepin vào tháng 5 năm ngoái. Các nhà lập pháp Nga cũng chỉ ra những vụ đánh bom cầu Crimea, đặc biệt là vụ tấn công ngày 8 tháng 10 năm 2022 trên cầu khiến 5 thường dân thiệt mạng. Các nghị sĩ cũng nhắc tới các cuộc tấn công của Ukraine nhằm vào khu vực biên giới Belgorod, Nga và vụ cơ quan an ninh Ukraine tuôn chất nổ vào Nga nhằm làm nổ tung cơ sở hạ tầng năng lượng và dân sự của Moscow. Các nghị sĩ Nga phỏng đoán rằng ở đâu đó luôn có sẵn một nguồn tài trợ cho các hoạt động khủng bố nhằm vào Nga. Theo những nghị sĩ này, một trong những nhà tài trợ tư nhân chính cho Kiev là ông Nikolai Zlochevsky, chủ sở hữu công ty khí đốt Burisma, công ty có quan hệ trực tiếp với gia đình ông Biden. Các bên Mỹ, Đức,
Pháp, Cộng hòa Séc và Ukraine đều chưa lên tiếng về thông tin trên. Nga điều tra khả năng Mỹ dính líu khủng bố. Ngày 1 tháng 4, Ủy ban điều tra Nga FSB mở cuộc điều tra về các cáo buộc rằng Ukraine và các nước ủng hộ phương Tây có liên quan các hoạt động khủng bố trên đất Nga, theo đài RT. Cụ thể, FSB thông báo rằng họ đang tiến hành cuộc điều tra theo thủ tục sau khi xem xét các khiếu nại cáo buộc Mỹ và các đồng minh của Washington gây ra một loạt cuộc tấn công trên đất Nga. Cơ quan này đang xem xét mục đích tổ chức, tài trợ và thực hiện các hành động khủng bố của các quốc gia đó. Ông Nikolai Kharitonov, một trong những nghị sĩ đệ đơn khiếu nại, nhấn mạnh rằng các quốc gia phương Tây được hưởng lợi từ vụ tấn công khủng bố vào nhà hát Krokus City Hall. Theo ông, các đối thủ địa chính trị của Moscow sẽ được hưởng lợi từ thảm kịch trên đất Nga. Mỹ và các đồng minh của họ đang tiến hành các hành động khủng bố trên lãnh thổ Nga dưới bàn tay của IS và các lực lượng đặc nhiệm Ukraine. Chúng tôi yêu cầu giới lãnh đạo chính trị của Mỹ và Ukraine, cũng như các cơ quan tình báo của các quốc gia này, phải chịu trách nhiệm hình sự về việc tổ chức, tài trợ và tiến hành các hoạt động khủng bố nhằm vào Nga và toàn bộ thế giới hiện đại, ông Kharitonov viết trên Telegram. Phía Mỹ chưa lên tiếng về thông tin trên. Tính đến thời điểm hiện tại, sáng 2 đến 4 giờ giờ Việt Nam, đã có 144 người thiệt mạng và hơn 360 người bị thương trong vụ tấn công khủng bố ở Moscow. Nhóm ISISK, một nhánh của tổ chức khủng bố nhà nước Hồi giáo tự xưng IS ở Afghanistan, đã nhận trách nhiệm vụ tấn công. Tuy nhiên, các quan chức Nga tuyên bố đã phát hiện ra bằng chứng cho thấy Ukraine có thể liên quan. Trong khi đó, Mỹ nói rằng Kyiv không thể đứng sau vụ tấn công. Theo tuyên bố của Bộ Ngoại giao Nga, vụ tấn công khủng bố đẫm máu tại nhà hát Krokus City Hall ở Moscow hôm 22 tháng 3 gây chấn động toàn thế giới, nhưng không phải là vụ tấn công khủng bố đầu tiên vào đất nước Nga trong thời gian gần đây. Cuộc điều tra do cơ quan có thẩm quyền Nga tiến hành cho thấy dấu vết của Ukraine trong những tội ác này. Bộ này cho biết đã liên hệ với Ukraine để yêu cầu bắt và dẫn độ ngay lập tức tất cả những người liên quan đến các cuộc tấn công khủng bố theo Công ước Quốc tế về ngăn chặn các vụ tấn công khủng bố và Công ước Quốc tế về ngăn chặn tài trợ khủng bố. Trong số những người mà Moscow yêu cầu Kyiv bàn giao có Giám đốc Cơ quan An ninh Ukraine SBU, ông Vasily Maliuk, vì đã thừa nhận đã tổ chức vụ tấn công cầu Crimea nối bán đảo Crimea với Nga vào tháng 10 năm 2022 và các vụ tấn công khủng bố khác ở Nga. Chống khủng bố quốc tế là nghĩa vụ của mỗi quốc gia. Phía Nga yêu cầu chính quyền Ukraine ngay lập tức chấm dứt mọi hành vi hỗ trợ cho các hoạt động khủng bố, dẫn độ những người chịu trách nhiệm và bồi thường thiệt hại cho các nạn nhân, tuyên bố của Bộ Ngoại giao Nga yêu cầu. Bộ Ngoại giao Nga cũng cảnh báo rằng nếu Ukraine không đáp ứng các yêu cầu của Nga thì thái độ này sẽ cấu thành hành vi vi phạm nghĩa vụ quốc tế và phải chịu trách nhiệm pháp lý quốc tế. SBU đã bác bỏ yêu cầu của Nga là vô nghĩa. Nói thêm rằng, Bộ Ngoại giao Nga đã quên rằng Tổng thống Nga Vladimir Putin là đối tượng của lệnh bắt giữ quốc tế từ Tòa án Hình sự Quốc tế ICC. Ngày 31 tháng 3, Giám đốc Cơ quan An ninh Liên bang Nga FSB Alexander Bunikov cho biết Moscow nắm rõ danh tính của những kẻ tổ chức các cuộc tấn công khủng bố chống lại Nga trong nhiều tháng qua. Trong cuộc phỏng vấn với Russia 1, ông Bunikov khi nói về yêu cầu của Tổng thống Vladimir Putin đưa ra cho FSB nhằm xác định chủ mưu đứng sau các cuộc tấn công vào vùng biên giới nước này, thời gian qua, theo FSB, các cuộc tấn công xuyên biên giới giữa Nga và Ukraine thường do quân đoàn tình nguyện Nga ADK và quân đoàn tự do Nga, các đơn vị bán quân sự được Kyiv hậu thuẫn thực hiện. Cả hai nhóm đều bị Moscow liệt vào danh sách tổ chức khủng bố. Ông Bonikov khẳng định, tất cả các cơ quan an ninh ở Nga, không chỉ FSB, đều đang tích cực loại bỏ các tổ chức khủng bố này. Vừa rồi là những thông tin chính của chương trình hôm nay. Xin chân thành cảm ơn quý vị đã luôn đồng hành và ủng hộ kênh YouTube của Báo Pháp Luật Thành phố Hồ Chí Minh. Chúng tôi sẽ tiếp tục nỗ lực mang đến những thông tin nóng, chính xác và hữu ích nhất cho quý vị. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị ở những chương trình sau.